Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Huy Hùng đến tham quan một cặp nhà hướng chính Bắc với diện tích ngang 4, độ dài 17m một căn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một căn có thang máy bên tay phải màn hình và một căn bên tay trái màn hình thì không có thang máy nha quý vị. Hai căn nhà đều thiết kế rất là đẹp với kiến trúc thiết kế một trệt một lửng ba lầu theo một kiến trúc lửng ngược. Căn bên tay phải màn hình thì trước đây Huy Hùng có gửi đến quý vị chúng ta một video rồi. Hôm nay thì Hùng sẽ quay căn bên trái nhé. Căn bên trái thì rất là đẹp và tặng kèm full nội thất, thiết kế có gara, đậu xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ, phòng sông hơi và sân thượng trước và sau. Và đây là mặt chính căn nhà chúng ta, căn nhà hướng Bắc nha quý vị. Chúng ta đang cùng em ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà và chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan căn nhà này. Một căn nhà rất là đẹp và được gia chủ bố trí full nội thất bên trong. Căn nhà mình thì nằm trong con hẻm rộng lên tới 10m, đường có vỉa hè, cây xanh và khu này thì khu đồng bộ đường thông bàn cờ nha. Quý vị mua ở, mua cho thuê, mua làm phòng công ty đều rất là tuyệt vời. Nằm tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, ngay công viên Làng Hoa, chợ và chợ Thượng Trung Tây, thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang tham quan không gian bên ngoài của căn nhà. Và quý vị sẽ cùng em vào bên trong căn nhà này nha mọi người. Căn nhà chúng ta thì được gia chủ xây mới, thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Với diện tích ngang 4, độ dài 17m, ở đây thì sẽ có lớp cổng bên ngoài, lớp cửa sắt. Bên trong là khoảng sân và có tủ giày dép. Và bên trong nữa thì quý vị sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Và dưới tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình khu vực đậu xe máy bên ngoài, gara xe hơi bên trong. Gara xe hơi này dài đến tầm 9-10m nha quý vị, rất là dài, được ốp gạch 60m2. 20 tường ốp gạch phun trần, phía trên có đèn trần, đèn led và trần thạch cao. Dưới cầu thang là khu vực không gian phòng vệ sinh và ở dưới nhà là khu vực không gian cầu thang với tủ kệ trang trí kế bên. Phòng vệ sinh dưới tầng trệt thì cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Căn nhà này đang chào bán với giá hơn 11 tỷ một tí xíu nhá. Hướng Bắc và một căn nhà rất là đẹp, ngang 4, độ dài 17m, phun đất, sổ hồng riêng. Giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng và thiết kế rất là đẹp. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Khu vực phía sau đây thì quý vị sẽ có không gian phòng VIP khách với đầy đủ nội thất như là sofa, tủ kệ để đồ, tủ kệ tivi và màn hình tivi. Và đây là khu vực lửng ngược phía đằng sau nên không gian thì rất là thoáng với giếng trời rộng cuối nhà. Có quạt gió cao, có những bức tường được dán giấy treo tranh và ốp gạch trang trí kết hợp với trần thạch cao phẳng và đèn trần bên trên. Căn nhà rất tuyệt vời. Đây là khu vực lửng ngược phía sau, Hùng quay ra cho mọi người xem này. Ngang 4, độ dài 17m, vuông vức, sổ hồng rim, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Giá bán chỉ 11 tỷ 300 thôi, còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Những căn nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà có giá bán tương đối hợp lý. Quý vị quan tâm thì hãy đến và gọi cho Huy Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, quý vị sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được hỗ trợ vay ngân hàng và được giảm giá từ 200 đến 500 triệu đồng một căn. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này. Căn nhà này thì có hướng chính Bắc nha mọi người, hướng chính Bắc phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là đồng tứ trạch. Khu vực cầu thang đi lên ở đây thì ốp đá hoa cương màu trắng, có soi chỉ và có đèn led bên trong, có tay vịn được làm bằng sắt. Và lên bên trên là không gian phòng bếp, khu vực lửng ngược, một không gian bếp rất là đẹp và chill. Ở đây thì quý vị sẽ có bếp và bàn đảo, bàn để đồ ăn. Bếp thì có bàn ăn 6 ghế này, có bàn đảo bên ngoài và không gian bếp được đóng với tủ bếp rất là rộng. Chúng ta thấy này, tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường và có cửa kính bên ngoài cũng như đèn led bên trong. Có khu vực tủ rượu riêng, kế bên khu vực là tủ lạnh và bên đây là khu vực đặt bàn bồn rửa chén bát. Và bên ngoài cùng sẽ là không gian bếp với bếp âm và quạt hút mùi cũng như là máy hút mùi. Đây là không gian bếp trên lửng ngược nhé. Và bên ngoài không gian bếp sẽ là không gian ban công bên ngoài 2m với cửa lổ 4 cánh ra và có màn rèm, cũng là có ban công được trồng cây xanh và để đội bộn ghế sắt đây. Quý vị có thể ngồi để uống trà, uống cà phê khi chúng ta đang nấu ăn nhé. Đây là không gian ban công bên ngoài của căn nhà này. Và quay ngược vô trong thì quý vị nhìn thấy không gian bếp của nhà mình này, rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đây là không gian bếp phải nói là quá hiện đại luôn. Và đây là mẫu nhà mới năm 2023. Quý vị đang cùng Huy Hùng xem trực tiếp trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Tân Bình nhé. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho em để đến xem và sở hữu ngay. Và tiếp tục theo em, quý vị sẽ di chuyển lên bên trên tham quan không gian 4 phòng ngủ cũng như là không gian phòng sông hơi, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước và sau nhé. Cầu thang ở đây thì gia chủ vẫn có đèn led. Lên đây thì ở giữa nhà thì quý vị sẽ có những cái tủ kệ trang trí này với những cái bức tranh và những cái tủ kệ để đồ. Và bên trong thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 phía đằng sau. Phòng ngủ này thì có giường ngủ tủ áo 2m, chăn ga gối đệm máy lạnh Samsung, tủ kệ để đồ, tủ kệ trang trí, có chăn ga gối đệm, tủ áo thì có cửa kính và cửa áo thì sử dụng cửa lùa nha mọi người. Đây là không gian phòng ngủ số 1.
Phòng ngủ này thì phía sau phòng vệ sinh thì thông với giếng trời và có cửa kính nhôm Sinpha. Đây, thông với giếng trời luôn nha. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần này. Phòng vệ sinh với lavabo rửa mặt, bồn cầu nguyên khối, vòi tắm sân thuyền, vòi tắm hoa sen. Và ở đây thì quý vị thấy ở đây gia chủ làm các vòi tắm sân thuyền. Phòng vệ sinh thông với giếng trời luôn thì mùi nó sẽ tự động di chuyển vào giếng trời và lên trên nha. Đây là không gian phòng ngủ số 1. Giá bán là 11 tỷ 3 hướng Bắc. Quý vị quan tâm thì alo cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Và di chuyển lên phía ngoài, quý vị đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ lớn bên ngoài. Nhà này thì sẽ có hai phòng ngủ bên ngoài lớn hơn hai phòng ngủ phía sau nha. Hai phòng ngủ bên ngoài thì có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo rộng kết hợp với tủ kệ để đồ, và có ban công mở bên ngoài với lớp cửa nhôm Sinpha 4 cánh và cây xanh, lan can kính cường lực và tay vịn inox được làm rất là đẹp. Đây là không gian ban công này. Ở đây thì quý vị thấy vẫn có máy lạnh Samsung tặng kèm, và phòng vệ sinh trong sẽ có bồn tắm nằm nhé. Đối diện phòng vệ sinh sẽ là khu vực tủ áo rộng và có cửa kính bên ngoài. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và bồn tắm nằm massage nước. Đây là khu vực bồn tắm nằm bên trong này của phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2, phòng ngủ chính bên ngoài. Và di chuyển lên trên, quý vị sẽ cùng em đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Vị trí căn nhà thì nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, khu phân lô đồng bộ, đường thông 10m, bàn cờ nằm cách công viên làng hoa khoảng tầm 500m và cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi. Di chuyển đi lại thuận tiện, quý vị đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất là gần, đi khoảng tầm 20 phút. Và giá bán cho chủ đang chào bán là 11 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Căn nhà giá rất ưu đãi luôn, ngang 4 độ dài 17m. Căn kế bên thì có diện tích ngang 4 độ dài 17m, có thang máy, thì đang chào bán với giá là 12 tỷ 4 nha. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Hai căn, một căn có thang máy, một căn không. Quý vị có thể tùy ý lựa chọn theo ý mình. Nếu thích nhà thang máy thì hơn 1 tỷ, còn nhà không có thang máy thì thấp hơn 1 tỷ nha. Phòng vệ sinh trong thì cũng có bồn tắm nằm này, tủ áo ngay cửa phòng vệ sinh. Và phía sau đây sẽ là không gian của phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì vẫn có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi nha. Quý vị quan tâm đến căn này thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Em Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng. Liên hệ xem nhà bên em thì quý vị sẽ được rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 200 đến 500 triệu đồng một căn. Và tất cả những căn nhà bên em chào bán đều là những căn nhà sổ Hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Quý vị quan tâm thì hãy đăng ký kênh YouTube của Hùng là Nhà Đất Hùng Bán Nhà ở Pháp Tân Bình và quận 12 để xem thêm nhiều mẫu mã nhà đẹp nha quý vị. Ngoài ra thì bên em đang chào bán rất là nhiều sản phẩm nhà bán giá ngộp, giá rẻ, giá hợp lý cho quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12. Quý vị quan tâm thì alo cho mình để có giá tốt nha. Trên đây thì quý vị sẽ có không gian phòng giặt đồ và phơi đồ này. Chỗ này thì gia chủ làm phòng giặt đồ phơi đồ nhé. Và phía sau đây là không gian phòng xông hơi, tắm nằm. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng xông hơi khô và xông hơi ướt kết hợp với tắm nằm phía đằng sau. Sân thượng sau căn nhà có chỗ đây chúng ta gắn máy lạnh luôn này. Phòng này thì gia chủ chưa gắn máy lạnh nha. Đây thì chúng ta có một bồn tắm rất là đẹp. Sàn được ốp gạch giá gỗ, hai bên tường ốp gạch phun trần. Có phòng xông hơi khô và ướt. Và bên ngoài sẽ là không gian phòng thờ nhé. Phòng thờ thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ rộng. Đây, không gian phòng thờ đây. Gia chủ đã làm sẵn hết rồi nha quý vị. Và người đây sẽ là khu vực không gian sân thượng phía trước của căn nhà. Sân thượng thì được gia chủ ốp gạch trang trí và trồng thêm cây xanh. Phía trên thì có làm những cái lam để treo lan. Và giá bán cho căn nhà hướng Bắc này là 11 tỷ 300 triệu đồng. Quý vị quan tâm hãy alo cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Nhà Đất Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị chúng ta ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.